cây bông trang hoàng kim đỏ. Cái cánh thì đỏ, cái nhụy thì vàng. Và đây là những cây con ạ. Cây cỏ quá trời, em nhổ ra bớt đó cả nhà. Đặc điểm nhận dạng của hoàng kim đỏ là cái đọt của ảnh đó cả nhà. Cái đọt của ảnh đỏ đỏ, cái thân của ảnh cũng đỏ luôn, rất là dễ nhận biết ạ. Thành ra cái bông của hoàng kim đỏ cái màu rất là tươi đó cả nhà, thấy cây nào cũng một cốt hết à. Bên em là làm một cốt hết, tại vì đợt vừa rồi mưa quá, thành ra ảnh hơi, em chưa có kịp cắm cây vào để cụp á, cho ảnh thẳng đứng lên, thành ra ảnh nghiêng, chứ là ảnh một cốt hết nha cả nhà. Ok, này ảnh được hai tược. Cây nào cũng một cốt hết. Cái nhà mua về làm giống hoặc là mua về bán lợi là rất là tiện luôn. Tại vì một cốt hiện tại đang được chuộng rất là nhiều. Đấy, em quay chi tiết từng cây rồi quay một đường dài để cả nhà thấy được nguyên cái lô, nhìn rất là đẹp. Tại vì cái đọt của ảnh là màu đỏ.